Theo Marca, Modric coi trọng việc gắn bó với Real Madrid. Ngược lại, đội chủ sân Bernabeu cũng sẵn sàng trao cho tiền vệ người Croatia bản hợp đồng mới có thời hạn 1 năm. Hợp đồng giữa Real Madrid và Luka Modric đáo hạn vào cuối mùa. Thời gian qua, Modric bày tỏ khát khao tiếp tục được cống hiến cho Los Blancos. Cầu thủ người Croatia tin rằng mình vẫn có thể thi đấu đỉnh cao dù đã 39 tuổi. Anh sẵn sàng ngồi dự bị và giảm sâu lương để có thể tiếp tục được khoác áo cả cánh trắng. Đó là những gì diễn ra cách đây một tuần khi mà cả hai đều chưa tìm ra được tiếng nói chung về việc ký kết hợp đồng. Theo thông tin mới nhất, Real Madrid quyết định giữ chân Modric thêm một mùa giải. Họ sẽ sớm gửi tiền vệ sinh năm 1985 lời đề nghị gia hạn hợp đồng. Sau khi vượt qua Bayern Munich ở bán kết Champions League, huấn luyện viên Carlo Ancelotti lên tiếng bày tỏ mong muốn tiếp tục có sự phục vụ của Modric. Ông đã có những tác động để ban lãnh đạo Real Madrid thay đổi kế hoạch. Việc ký kết hợp đồng tiếp tục của Modric lẫn Real Madrid cho thấy lòng trung thành của tiền vệ người Croatia với đội bóng hoàng gia. Đồng thời, anh cũng cho thấy vì sao mình lại được coi trọng đến như vậy tại Santiago Bernabeu dù đã luống tuổi và không có nhiều cơ hội để có thể đóng góp cho cảnh cánh trắng lúc này. Jose Mourinho đã hết lời khen ngợi tiền vệ Luka Modric của Real Madrid khi anh chuẩn bị ký hợp đồng gia hạn với gái khổng lồ Tây Ban Nha. Chính người đặc biệt đã đưa Modric đến Madrid vào năm 2012, trong thời gian ông làm huấn luyện viên của câu lạc bộ. Khi nhìn lại việc ký hợp đồng với Modric 12 năm trước và những thành tựu đáng chú ý mà cả cầu thủ và câu lạc bộ đã đạt được kể từ đó, Mourinho đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nhạc trưởng người Croatia. Nhà cầm quân này nói: "Luka Modric, cậu ấy có vẻ đẹp của bóng đá. Cậu ấy là niềm tự hào của tôi vì tôi đã đưa cậu ấy đến Real Madrid khi không ai tin rằng cậu ấy là cầu thủ dành cho Real Madrid. Và sau bao nhiêu năm, 12, 13, 14 năm, cậu ấy vẫn ở đó, nên cậu ấy là niềm tự hào của tôi. Mặc dù Modric đã trở thành một nhân vật và huyền thoại được kính trọng tại Santiago Bernabeu, nhưng những ngày đầu của anh có đầy thử thách. Tuy nhiên, Á quân World Cup 2018 vẫn kiên trì và thành công, củng cố vị trí của anh trong lịch sử Real Madrid." Đúng như Mourinho nói, Modric là vẻ đẹp của bóng đá. Anh không chỉ sở hữu đẳng cấp của một tiền vệ hàng đầu trong lịch sử bóng đá, khi mà đã có nhiều danh hiệu cao quý với Real Madrid, đồng thời còn sở hữu cả danh hiệu quả bóng vàng. Thứ mà nhiều cầu thủ trẻ ngày nay ao ước được giống với cầu thủ người Croatia này. Modric đã nỗ lực nhiều năm để đạt được những điều đó. Chính những giọt mồ hôi đó đã khiến cho cựu sao Tottenham để lại hình ảnh đẹp với người hâm mộ túc cầu giáo. Thời còn mới đến Real Madrid, Modric không được đánh giá cao bằng những tiền vệ hồi đó như Xabi Alonso, Kaká hay Carrera. Nhưng bằng sự nỗ lực trong tập luyện cũng như chớp được cơ hội từ việc Mourinho cho anh ra sân đã giúp cho tiền vệ người Croatia khẳng định được vị thế của mình tại đội chủ sân Santiago Bernabeu về sau này. Modric cùng với Casemiro chính là hai ngôi sao đầu tiên trong việc tái thiết lại hàng tiền vệ của kênh cánh trắng trước khi Kroos đến sau World Cup 2014. Anh cùng với siêu sao Brazil được Mourinho dần tin tưởng trao cơ hội cho Alonso lẫn Kaká đã dần bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp. Đến khi rơi vào tay Zidane, bản thân bộ đôi này nói chung và Modric nói riêng đã đạt lên hẳn tầm cao mới ở vị trí của mình trên thế giới. Modric được nhiều chuyên gia khi ấy công nhận rằng là một người có đẳng cấp, đủ sức gồng gánh hàng tiền vệ của kênh cánh trắng tiến đến thành công trong tương lai. Quả thật, mọi thứ chẳng sai khi anh dần dần chinh phục những chiếc cúp cho bản thân cũng như đội chủ sân Santiago Bernabeu. Khi Modric đạt đến đỉnh cao nhất, anh đã được tiến hóa, giải phóng khỏi công việc hỗ trợ triển khai bóng. Bởi người đàn em là Toni Kroos đã được mang về để đảm nhiệm vấn đề này. Tiền vệ người Croatia dần hóa thành một con ong thợ, hoạt động khắp mặt sân mà không biết mệt mỏi. Chính bộ kỹ năng trong chuyền bóng lẫn kéo bóng khéo léo đã giúp cho Modric được đánh giá cao khi chơi tiền vệ lệch cánh. Không những thế, những pha di chuyển không bóng thông minh trước hàng phòng ngự đối phương cũng giúp cho anh tạo ra cơ hội để nhận bóng cũng như sẽ đặt tiền đạo vào thế nguy hiểm sẵn sàng ghi bàn. Đó là những vẻ đẹp mà Modric dần dần khẳng định tại Real Madrid kể từ khi anh cập bến nơi này. Sau nhiều năm tháng, dù tuổi tác có vấn đề, nhưng rõ ràng tất cả giới chuyên môn đều dám khẳng định rằng đẳng cấp của anh là không thay đổi. Chẳng hạn như trong mùa giải năm nay, Modric không cần chơi nhiều, nhưng mỗi lần ra sân, anh luôn biết cách khiến cho tất cả phải chú ý. Đêm trên sân Santiago Bernabeu hôm ngày 10 tháng 4, Modric chỉ đá 22 phút. Anh được huấn luyện viên Carlo Ancelotti đưa vào sân thay cho Toni Kroos. Tuổi tác có lẽ đã trở thành gánh nặng với lão tướng này, nhưng tiền vệ người Croatia chưa bao giờ khiến cho đội chủ nhà phải lo lắng. Thời gian là Modric xuất hiện nhiều hơn nếp nhăn trên trán, nhưng chẳng thể bào mòn đẳng cấp khi đôi chân có bóng. 22 phút thi đấu trước Man City, Modric đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 88%, có một K-pass, tức là đường chuyền tạo cơ hội,
một cú tạt bóng, chiến thắng 100% ở thông số tranh chấp bóng bổng và tay đôi dưới sân. Tiền vệ này cũng sở hữu 30 lần chạm bóng. Người hâm mộ sẽ nhớ đến cú vô lê gỡ hòa 3 đều của Federico Valverde nhiều hơn, vì đơn giản đó là bàn thắng. Tuy nhiên, trước khi ngôi sao người Uruguay tung cú rocket làm tung lưới đại diện nước Anh, Modric là người dê dắt bóng lên phía trước, quân bài tịnh tiến chơi bóng mượt mà. Một cầu thủ khởi nguồn cho tình huống tấn công. Với Modric trên sân, Lord Blancott có một nhạc trưởng thật sự, người điều phối các đường truyền ra biên, trung lộ. Cựu sao Tottenham còn sắm vài cỗ máy phát bóng dài chính xác. Khả năng chuyển đổi trạng thái và phát động bóng của Modric là thứ vũ khí rất quan trọng của Real Madrid. Khi cần, tiền vệ người Croatia cũng có thể tạo ra những tình huống kiến tạo đẳng cấp như cú Chivela cho Rodrigo ghi bàn trước Chelsea ở tứ kết lượt về Champions League mùa 2022-2023. Ngoài đẳng cấp, thì lòng trung thành của Modric cũng là thứ mà nhiều người khâm phục ở tiền vệ này. Trước khi đồng thuận trong việc sẽ ký hợp đồng với Real Madrid, đã có nhiều đội bóng ngỏ ý đem tiền vệ người Croatia này về với những mức đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh. Nếu là nhiều lão tướng khác thì đây quả thật là cơ hội để họ có thể kiếm thêm thu nhập trước khi giải nghệ. Nhưng với Modric thì khác. Theo nhà báo Fabrizio Romano, anh vẫn muốn tiếp tục đồng hành cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Chia sẻ trên X, ký giả người Ý viết: Luka Modric đã thông báo với Real Madrid về mong muốn ở lại câu lạc bộ và ký hợp đồng mới. Vấn đề không phải là tiền lương. Modric đã từ chối hai lời đề nghị lớn để chờ đợi Real. Sau hơn một thập kỷ chơi bóng tại Santiago Bernabeu, có lẽ trái tim của Modric đã không thể rời xa thành phố Madrid xinh đẹp này nữa. Anh đã có nhiều kỷ niệm đẹp cùng với đội bóng Hoàng gia đến nay, và rất có thể anh còn muốn nhiều hơn thế nữa khi lão tướng này cảm thấy bản thân vẫn còn đủ sức để có thể cống hiến thêm một mùa giải nữa. Chỉ cần Real Madrid gật đầu trao cơ hội, Modric sẽ ngay lập tức gật đầu cùng với người đại diện của mình. Chính sự kiên nhẫn chờ đợi đó đã giúp cho tiền vệ này được đền đáp khi ban huấn luyện Real Madrid cảm thấy anh xứng đáng được trao niềm tin, cũng như bố già Perez biết được những điều hơn cả trình độ chuyên môn mà tiền vệ người Croatia có thể mang lại trong phòng thay đồ của đội bóng trong tương lai. Bởi muốn xây dựng một đế chế Galacticos thì cũng cần những người tiền bối ở lại để truyền kinh nghiệm. Và khi chín mùi, họ sẽ rời đi với tư cách cao cả hơn là việc rời đi lưng chừng như thời điểm này của Modric. Cuối cùng, bản hợp đồng khả năng sẽ được ký giữa Modric và Real Madrid. Đó được coi như là sự trung thành của tiền vệ này với đội chủ sân Santiago Bernabeu. Ngoài ra, đây cũng có thể là những tinh hoa cuối cùng của tiền vệ người Croatia tại Madrid trước khi anh rời đi. Hãy cùng chờ đợi xem, trong trận đấu cuối cùng tại Champions League mùa này, Modric có được sử dụng không nhé? Cũng như xem, liệu tiền vệ này sẽ mang đến những sự đóng góp quan trọng nào cho kênh Cành Trắng trước Dortmund sắp tới?